Ok, lơ chứ các bạn, mình là Subi đây. Danh đấu là chiến mùa này đã diễn ra tầm một tuần rồi các bạn ạ. Và chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi là sẽ đóng danh ấy. Và các bạn ơi, lên huyền thoại chưa này, comment cho mình biết nha. Mình thì lên huyền thoại khá là sớm, từ 1-2 ngày đầu tiên khi mà ranh đấu chiến mới ra rồi các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại là ở trong quân đại của mình còn có một số bạn nữa chưa lên ranh huyền thoại ấy. Thì hôm nay là mình sẽ làm video, mình sẽ leo ranh cho tất cả những quân đại của mình lên huyền thoại đi các bạn ơi. Còn bạn nào chưa lên thì mình sẽ vào các bạn đó để leo nha. Bởi vì là mình biết trong quân đại của mình sẽ có nhiều bạn bận học và không có thời gian chơi game với các bạn ạ. Hoặc là nếu có chơi thì các bạn đó thường xuyên là chơi tử chiến với là sinh tồn nhiều hơn, còn đấu là chiến ít chơi ấy. Nên là hôm nay mình dành một ngày leo nốt cho các bạn đó lên đây huyền thoại đấu là chiến nha. Không là sắp dính sát rồi các bạn ạ, nếu không lên huyền thoại khá là tiếc ấy. Ok, và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì let's go. Đầu tiên là ESZOT. ESZOT cũng là kỳ cựu trong quân đại của mình và là bạn thân của ES công ấy các bạn ạ. Thì ZOT tên thật là Lộc nha các bạn ơi. Hiện tại là Lộc đang là kim cương 43 sao rồi nè, sao lên huyền thoại nè. Hình như là kiểu mùa trước các bạn này cũng là huyền thoại rồi nên là được reset xuống tầm kim cương nên là leo lên huyền thoại khá là nhanh thôi. Ui trời ơi, thằng kia đặt tên là hack nữa, có phải hack không nhờ? Đừng mà, đi mà gặp hack luôn nha. Trời ơi, mới trận đầu tiên thôi á. Dù có phải hack hay không thì cũng phải chấp hết luôn nha. Ui rồi chìa, trời ơi, nó quăng trúng mình lại quăng hù thế này, trời ơi. Đúng là kiểu bị bất lợi luôn á. Không sao sao, lỗi mình. Từ chấp nó một tí đêm sao đâu nhờ. Hồi máu cái đã rồi mình sẽ cho nổ viên one shot 1/7 nha các bạn ơi. À còn là không có skill 1/7 rồi, thông sao. Nói chung là mình chơi kỹ năng là chính và skill súng là 10 các bạn. À không, skill súng là phụ ấy các bạn ạ. Ok ok, từ. Ma ơi nó cứ núp nhờ, khó chịu ghê luôn á. À thì cũng may nó không phải hay các bạn ạ. Đặt tên hack nhưng không phải hack. Ghê, từ. May quá. Nào. Thò mặt ra đây, trời ơi, bắt tay màu vàng ấy các bạn ạ. Nhưng mà không sao, ăn được là ngon rồi. Trận đầu tiên trong ngày nên là mình sẽ cố gắng là làm phát 5-0 luôn thì các bạn ơi. Làm phát 5-0 lấy may cho cả ngày thôi nào. Hôm nay là mình sẽ dành nguyên một ngày để leo cho cả quân đại của mình nha các bạn ơi. Bạn nào chơi lưu huyền thoại là mình sẽ leo hết luôn nha. Đó, ui dồi. Phun đỏ luôn đấy các bạn ơi. À đâu, phun đầu chứ không phải phun đỏ. Thì chắc là video này mình sẽ cắt rất là nhiều với các bạn ạ. Bởi vì là leo nhiều lick thì nó sẽ rất là mất thời gian luôn ý. Nên là mình sẽ cắt ngắn gọn để cho các bạn xem dễ hiểu nha. Còn vài ngày nữa là đóng ranh đấu đại chiến rồi nên là chơi nốt vài ngày cuối nha. Không là nó đóng phải là không có ranh đấu đại chiến chơi đâu các bạn ạ. Trận này phải 5-0. 5-0 lấy may cho cả ngày thôi nào. Này này, ây, ây, trời ơi, sao cơ mở bên là bàn sai nhờ, mình không kéo trúng đầu luôn ạ. Thôi được rồi, 5-1 cũng được nha. Này này, ok, khổ chuyện thắng lần nữa đâu nha, cưng. Tính ra là mình thấy cái bộ đồ thỏ màu xanh này khá là đẹp với các bạn ạ. Và của Lộc cái bộ đồ này, mình nghĩ là mặc hoài bộ đồ này vẫn đẹp với các bạn ạ. Không bao giờ bị lỗi thời đâu ấy. Ok, và mình nghĩ là mặc bộ đồ này rất là tăng công lực để bắn với các bạn ạ. Và auto lên rank luôn, trời ơi, phun đầu luôn này. Không nói nhiều, trận này 5-0 luôn các bạn ạ. Ok, 5-0, rồi, 5-0 để làm gì? Để lên huyền thoại chứ để làm gì nữa các bạn ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ sang tiếp theo nha. À của Lộc thì mình đã leo lên huyền thoại rồi nè. Tiếp theo, à của bạn thứ hai có tên là Yên Nguyên Hiếu. Ui, cái tiêu sử trông chất vậy trời. Bạn ấy có bê được cả kênh YouTube của mình luôn nè. Ok, thì bây giờ là mình sẽ leo huyền thoại cho bạn Hiếu nha. À, trận này có Vector này, thử bản Vector luôn nhờ. Ừ, ok, cầm luôn combo Vector, sấy địch nha các bạn ơi. Dã nét giáp của địch luôn. Ui, nó mang Sentinel thì các bạn ơi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đợi nó quay trở lại nhá. Biết ngay mà. Úi giời, mày lừa được ai. Mà công nhận là cái đầu của Hiếu tiết kiệm được rất là nhiều tiền đấy các bạn ạ. Đỡ phải mua dầu gội đầu ấy. Cái đầu chọc luôn đấy các bạn ơi. Đầu này húc địch phải đi luôn. Sao cứ phải 5-1 nhỏ, không được 5-0 luôn đi. Trời ơi, nãy lấy nhơn hả Toàn. Ủa gì nữa, lại gặp lại Toàn đấy các bạn ơi. Trời ơi, chắc là Toàn có duyên với mình rồi đấy các bạn ạ. Lại gặp lại Toàn ở trận cuối lên huyền thoại này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ dã Toàn tiếp nha. Đây, thì trận này phải 5-0 chứ còn gì nữa. Úi dồi ôi, mình có yêu lắm nè. Ok, tiếp theo là Hiếu đã lên huyền thoại rồi này các bạn ơi. Còn các bạn thì sao, đã lên huyền thoại chưa? Comment ngay bên dưới nha. Tiếp theo, bạn thứ ba đó chính là Yết Quốc Bảo. Thì bạn này mới có đại của mình được tầm 2 tháng thôi các bạn ạ. Dạo đây thì mình thấy bạn này khá là ít chơi game, hình như là 2K6 đang sắp thi rồi nên là không có thể ra chơi game. Nên hôm nay bây giờ là mình sẽ leo huyền thoại cho bạn Bảo nhá. Úi trời, đúng là chiến có vẻ là tử chiến đâu mà lại chọn 1500 thế này nhờ. Lại phải vuốt xuống góc tử chiến rồi đây. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cố gắng unshot nhá. Bình thường là chơi tử chiến là mình không có chọn 1500 đâu. Bởi vì là mình bán 1500 khá là gài các bạn ạ. Ok, bây giờ là phải làm quen thôi. Nào, úi dồi, unshot nè. Ui, nào. Ui, viên thứ hai khó lắm nha, được viên đầu tiên thôi các bạn ạ. À, viên đầu tiên là may mắn, bắn bừa trúng ấy. Úi dồi ôi. Không cần bắn. Gì chứ, nó chậm 1500, chả lẽ lại để thua mình nhờ. Rồi ôi, đây giờ hai thằng đều vầy, nhưng mà chẳng ai trúng ấy các bạn ạ. À, trời ơi, đều mù mắt như nhau ấy.
Nào, xin một viên đại vào đầu xem nào. Này này, yếu lắm rồi ấy. Ok, chắc là một viên là người cũng đủ chết rồi đấy các bạn ạ. Ai ai ai, ấy chà chà, phải hai viên chứ không phải một viên. Mình mang combo kỹ năng lúc nào cũng phải có Moco ấy các bạn ạ. Bởi vì là mình Moco ở trong đấu là chiến khá là có tác dụng luôn đấy. Kiểu nó chạy nó biết hết mà các bạn ơi. Đó, đây là nãy giờ là mình đều mang Moco. Đấy này, úi dưới ôi. Ok, hai round nữa thôi. Lại nữa ra là cho lục bạc đấy các bạn ơi. 1500 lục bạc là khẩu súng mình rất là ghét bắn luôn. Mà nó cứ chọn mấy khẩu súng này nhờ, nhưng mà không sao. Nãy nó chọn 1500 thì nó thua, bây giờ nó chọn lục bạc thì chắc chắn là nó phải thua rồi các bạn ạ. Úi dồi, úi dồi, ơ kìa, úi dồi, mù mắt quá. Tính ra là khẩu lục lại hợp màu với cả cái bộ đồ bảo đang mặc nhờ, toàn là màu xanh ấy các bạn ạ. Ok, one shot rất là thành công. Ok, tiếp theo đây là huyền thoại, đó chính là bảo nha các bạn ơi. Rồi thì bây giờ đến với arc tiếp theo nào. Tiếp theo là một arc của bạn đại gia trong cô đài của mình. Bạn này thì mình đã từng làm video review arc ấy, và arc bạn này rất là giàu ấy các bạn ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ leo lên huyền thoại đấu lại chiến cho bạn Kiên nha. Trời ơi, đeo nằm đấm leo bài trên tay nặng quá các bạn ạ. Úi ôi, từ từ này, này ơi. Ui dồi ôi, oan sót luôn. Round này nó cho lục bạc để xem là nó có giết được mình không nha các bạn ơi. Ui dồi ôi, lại oan sót. Ui, thế thì nó cho lục bạc làm gì nhờ, là không bắn được mình luôn ý. Ủa cái gì vậy? Hình như nó ao hay sao ấy các bạn ạ. À? Ui, trận này lại phải thắng rồi các bạn ơi. Và ai sẽ là ao giữa trứng này nhờ. Ảo thật đấy. Má ơi, đen mày hình luôn này. Ok, xin một sao rất là miễn phí. Ủa, xét tới arc này giờ vẫn gặp Toàn đấy các bạn ơi. Trời ơi, hôm nay có duyên với Toàn thế nhờ. Không biết là Toàn có nhận ra điều gì không. Đó chính là gặp thành viên quân đoàn kiểu hai người cùng quân đoàn với nhau ấy các bạn ạ. Ok thì bây giờ lại xin sang của Toàn nha. Xin tới nick kêu qua nick này luôn. À hình như lần này là Toàn có đổi nhân vật ấy các bạn ạ. Không dùng Tetsuno nữa mà là dùng Tetsuza ấy các bạn. Ok liệu là Tetsuza có ăn được mình không nào. Ui dồi ôi, 2-0 này chẳng mấy lại 5-0. Nhất định phải 5-0 nha các bạn ơi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Nào 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 nào, ra đây ra đây ra đây. Ra đây, úi dồi ôi, sót 1500. Ủa, Toàn gạt tích áp đấy các bạn ơi. Nhưng mà giá như là bạn đó mang nhân vật nữ nhưng không phải tên Toàn thì may ra có đồng ý chứ. Không được, bắn luôn. Ok, xin một sao của Toàn thôi nào, để chuẩn bị lấy huyền thoại thôi nào các bạn ơi. Ok, mong là tí nữa không gặp lại Toàn nữa. Chứ mà nãy giờ là mình lấy xe của Toàn từ nick này qua nick kia đấy các bạn ạ. Khổ thân. Ấy cha cha, gặp thành viên quân đoàn còn về cái trận cuối cùng lên huyền thoại đấy các bạn ơi. Cái gì vậy trời. Ủa, bạn kia chưa lấy huyền thoại kìa. Ok, để xem là bây giờ ai sẽ là người lên huyền thoại nha. Thật là thú vị, tự nhiên gặp thành viên quân đoàn của mình luôn ạ. À. Trời ơi, lên bắn luôn, bắn luôn. Nào, này này, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu hả? ESVV, à bạn tên là Vinh các bạn ạ. À. Vinh vui vẻ gì đấy, chả biết nữa. Thắng luôn tôi nào, không để cho Vinh lật kèo như các bạn ơi. Nào, này này. Quá luôn. Ui 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 dùi ui, chạy đâu hả? Ok, tiếp theo là Yết Kiên đã là huyền thoại này các bạn ơi. À tiếp theo. Tiếp theo là một arc rất lạ mà quen này các bạn ạ. Vừa gặp bạn đó ở trận vừa nãy xong. Ủa nhưng mà Yết VVV là gì? Vinh vui vẻ vớ vẩn à? À. Ui dồi, có vẻ là Vinh đang khóc ấy các bạn à. Sao lên huyền thoại rồi mà nãy còn bị mình lấy một sao nữa ấy. Ok, ôi sao thì bây giờ là mình sẽ bù đắp, mình sẽ leo lại lên huyền thoại nha. À đâu, leo lên chứ leo lại gì. Có vẻ trận này là trận căng nhất từ trước đến giờ ấy các bạn ạ. 4-4 rồi này, không biết là có lên được 5-4 hay không đây, hay là lại thua nó đây. Trời ơi, sợ vãi luôn á. Ok, cố lên, cố lên. Trận đầu tiên trong arc của Vinh nên là không muốn để thua đâu nha. Thua là mất thời gian làm luôn á. Ok, không sao sao, đi hồi máu đây, đi hồi máu đã. Ui dồi, à, ui dồi, nó nhanh nhờ, nó phải xạ nhanh quá các bạn ạ. Tưởng nó không để ý mình đây chứ. Mày nhờn à, trúng. Ui, không trúng rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ tìm cách để xử lý nó để thắng nha các bạn ơi. Không là thua là mất một sao đấy. Vinh đã sắp xuống kim cương 3 rồi mà giờ mà để thua nữa là mệt lắm luôn á. Cố lên, cố lên, các bạn đừng quên bấm like để cổ vũ mình nhá. Đây rồi, nào, đây rồi. Ok, thắng rồi các bạn ơi, tưởng là thua chứ sợ thật sự luôn. Ây, chà thằng này hư nhở, nó đang thua mình nó còn khiện đấy các bạn ơi. Ok, bây giờ là mình thắng cho nó biết tay nha. Còn một round nữa, chả lẽ không thắng nó, úi dồi ui. Xem này nó lại khiện các bạn ạ. Quá khiện này, oai nhở. Ok, bây giờ còn ngon thì khiện nữa đi nha. Nào, nào, nào. Ok, nào, cho đẹp mặt luôn nha các bạn ơi. Đẹp mặt chưa nào, khiện đi, khiện đi. Ok, thì Vinh đã là huyền thoại này các bạn ơi. Ok, chúc mừng Vinh nha. Tiếp theo là của ES Bảo Nguyễn nha. À đâu, Bảo Nguyễn rồi, Bảo Nguyễn. Nói Bảo Nguyễn lại dối đấy các bạn ạ. Ok, à, tiếp theo là ES Bảo Nguyễn nha các bạn ơi. Map này cầm 2 cây 12B là hợp lý đấy các bạn ơi. Ủa, gạt tí áp này. Gạt Rui Fake đây. Nhưng mà thôi bắn đi các bạn ạ. Tầm này tí áp cái gì? Bắn như con đùi ác khác chứ. Nhưng mà không biết là trai hay gái nhở. Ui, nó lại kê đầu mình này.
Mình nghĩ là bạn kia là trai đấy các bạn ạ. Tính ra gái để gạt tí bắp cho mình kiểu như là lật kèo ấy các bạn ơi. Bởi vì là gái mình thấy là ít chọn lục bạc lắm ý. Ok, không để thua nữa. Ok, thắng lên huyền thoại thôi nào các bạn ơi. Này thì gạt tí bắp tính ra gái hay gì. Ok, bảo Nguyễn lên huyền thoại. Ác tiếp theo. Hình như đây là ác thứ 7 ấy các bạn ạ. Và đây là của Yết Kaiser nhá. Ui, Kaiser 126 cao thủ luôn. Này chắc là sắp lên thách đấu rồi đấy. Ok, thế mà rank đấu đã chiến chất huyền thoại. Trời ơi, lười đấu đã chiến thế à trời. Như đa số là các bạn thích chơi từ chiến sinh tồn hơn, đúng là chỉ ít người chơi quái các bạn ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ leo lên huyền thoại cho bạn bảo anh em cho bạn cay sơ nha. Đừng im một xíu giả vờ tí thôi đó, nó chỉ bị leo lên nó vắn về như thế rồi kỳ luôn mà. À hình như là cái bộ đồ xưa bạn cay sơ đang mặc này là bán lại cho shop huyền bí hay sao ấy, và mình thấy là khá là nhiều người thích luôn, kiểu bộ ấy có từ lâu rồi nhưng bây giờ mặc nó vẫn đẹp vậy các bạn ạ. Ôi, ok lên luôn đi. Hồi máu này, ôi phun đỏ luôn mà. Ok, trận này phải 5-0 nha các bạn ơi. Đó, 5-0 là cái chắc rồi. Ủa, trận này lại 5-0 này các bạn ơi. Ui, lên huyền thoại quá dễ cho Kaiser. Ok, Kaiser đã là huyền thoại các bạn ơi. À, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cầu bạn nữ duy nhất từ đầu video đến giờ. Và đó chính là Tờ Mi nha các bạn ơi. Ủa, bạn này chưa đổi tên à? Ủa, để sau mình sẽ bảo bạn này đổi tên nha. Cô và con đoạn sẽ lại chưa đổi tên thế này. À, đây là người yêu của kỳ cựu ý các bạn ạ. Chắc lại được kỳ cựu bảo kê. Từ nãy giờ giờ mới được bản nhân vật con gái đấy các bạn ạ. Bởi vì là mình thấy đa số các bạn đưa cho con đoạn của mình lên huyền thoại hết rồi. Còn một thanh niên nam thì chưa lên thôi. Không hiểu sao nhá, con đoạn của mình nữ lên huyền thoại nhớ hơn cả nam ấy các bạn. À với cả con đoạn của mình còn nữ mấy đâu. Ít nữ à, nhưng mà cũng gọi là nhiều, cũng không hẳn là ít lắm ý các bạn ạ. Nói chung là vừa ít vừa nhiều. Ừ. Ok, ăn luôn. À không biết là các bạn thích chơi team hay là solo ở đấu la chiến nhở. Mình chỉ biết chơi solo ấy các bạn ạ. Bởi vì là chơi solo mình cảm thấy là kiểu leo nhanh hơn ấy. Nhưng mà chơi solo thì sẽ không được vui bằng chơi duo ấy các bạn ạ. Solo chơi mình cô đơn lắm. Nào, trời ơi, yếu lắm nè, nhưng mà không sao, vẫn ăn được. Đáng lẽ thằng 5-0 ở đấy các bạn ạ. Tí là cho lục bạc chúng ta thua một round ấy, bực mình ghê. Nào, úi rồi. Từ cho quả lựu này. Ui ôi chết luôn đấy các bạn ơi. Chùm lựu băng. Ok thì Tờ Mi đã là huyền thoại đấy các bạn ơi. Rồi tiếp theo là ác của ai đây? Đó chính là thằng bạn mình Yes Me các bạn ạ. Trời ơi thằng này lười ghê luôn á. Kiểu ít chơi game vai nhưng mà vẫn muốn làm mình leo lên huyền thoại đấu la chiến cho ấy. Ok chiều luôn. Hay là sau video mình leo huyền thoại cho cô đại của mình thì các bạn muốn mình làm video leo huyền thoại cho các bạn không nhỉ? Kiểu còn vài ngày cùng của rank đấu la chiến ấy thì mình sẽ cố gắng leo huyền thoại cho các bạn. Các bạn thấy sao? Nếu bạn thấy ok các bạn comment góp ý cho mình nha. Ok rồi thắng luôn. Ủa bạo nhờ, đừng hồi máu đi các bạn ơi. Trời ơi nó không để ý xung quanh. Ui rồi nào hờ đầu lên. Ok ai chà là tình chôn mình ý các bạn ạ. Trời ơi. Ok lên điện thoại cho Sunmi thôi nè các bạn ơi. Úi giời ơi yếu lắm rồi nè. Viên nữa là chết. Ui ôi, không phải đâu, 10 viên nữa đây. Ok huyền thoại này các bạn ơi. Ui bảo hộ full kìa, nhìn thích thật. Tiếp theo là thứ 10 nha các bạn ơi. 10 điểm luôn. Và đây là của Lê Văn Bé nha các bạn ơi. Ủa, mình dã là 41 sao là bất lực quả là AFK luôn đấy các bạn ơi. Trời ơi, trận này nhàn rồi. Chơi cuối lên thoại làm quả phóng lựu cái xem nào. Nãy giờ chưa bảo phóng lựu, từ đầu video chưa bảo phóng lựu ấy. Nào, ui, nó còn xuất cắn. Ấy chà, 5-0 luôn. Ok, và đã huyền thoại này các bạn ơi. Tiếp theo là của Yết Oggy các bạn ạ. Oggy là bạn thân của bạn Lê Văn Bí vừa nãy. Ui, hai bạn thân với nhau và cô này cùng nhau luôn. Wow, dữ đấy. Căng quá, trận cuối lên thoại rồi chả lẽ lại bị lật nhờ. Trời ơi, không muốn mất thời gian đâu. Vì đang leo một số lượng ạc lớn ấy, nên là không muốn kiểu mất thời gian vì để bị lật kèo đâu các bạn ạ. Nên là phải thắng chứ còn gì nữa. Ok. Rồi, hiện tại cho Oggy này các bạn ơi. Đôi bạn cùng tiến. Lê Văn Bé huyền thoại rồi Oggy cũng phải huyền thoại luôn. Cả hai bạn thân huyền thoại luôn các bạn ạ. Trời ơi. Ok, à tiếp theo. Ok, và chắc đây là cuối cùng trong video này rồi đấy các bạn ạ. Đây là của bạn DSBCT07. Thì bây giờ là mình sẽ leo lên huyền thoại cho bạn này nha. Nick hai người chơi ạ. Ủa,
À hình như là bạn đó với em, bạn đó chơi sao ấy, bạn đó có bảo mình thế. Ok thì hôm nay là mình đã dành rất thời gian ra để leo rank huyền thoại cho những bạn trong quê của mình chưa lên thì các bạn ạ. Và các bạn thấy video của mình đầu tư thì đừng quên cho mình xin một like với kênh nha. Ui dồi ôi, trời ơi, thì mình bấm nằm kiểu như là không đứng dậy đủ luôn đấy các bạn ạ. Đố các bạn đây là thứ bao nhiêu trong video này rồi đấy. Biết thì comment cho mình biết nha. Ok, từ thằng kia có vẻ nguy hiểm đấy các bạn ạ. Chuyện của điện thoại rồi nên là không mất thời gian đâu. Nào, từ để xem nó đâu nha các bạn ơi. Ủa, à đây. Ui, nó trốn trong này không biết luôn. Ui, trời. Ui, thật sự ra leo lên sợ vãi. À, bạn này có cây AVKM trông khá là mạnh nha các bạn ơi. Chỉ số khẩu này hình như là tăng 2 xuyên giáp hay sao ấy. Bắn rất là thích luôn á. Gì chứ AVKM mình không để thua đâu nha. Úi giời. À các bạn mình làm video gì hay là thử thách gì về đấu lan chiến đừng quên comment cho mình biết nha. Bởi vì là đây là chiến chỉ còn có vài ngày nữa là đóng rồi các bạn ạ. Nên là tranh thủ làm video về đấu lan chiến. Sau thì mốm nữa lại quay trở lại chơi tử chiến nha các bạn. Ok và thua 2 round thôi, không có chuyện thua nữa đâu nha. Rồi lật kèo luôn. Rồi. Này đây, đi luôn các bạn ạ. Ok và đây là cuối cùng trong video này và đã là huyền thoại đấy các bạn ơi. Và chắc là video này mình dừng lại đây nha các bạn ơi. Và đừng quên cho mình xin một like với kênh nhá. Còn bây giờ thì bye bye.